chữ luôn anh được anh hỏi thằng nào luôn đấy không biết nó hỏi thằng ấy là anh em chữ chưa biết tính được sợ vẫn chưa xong thằng đấy ạ
anh nghe đây. Anh vào cái phần parameter nhá. Thì xong rồi filter cái EACA tìm ra cái chỉ số đấy. Nó có 5 trường tất cả đấy. Thì nó đang cảnh báo là cái trường thứ hai là đang để là người sử dụng là cô. Vâng, trường thứ hai đấy ạ. Cái khả năng anh đấu sai dây rồi. Cái dây thứ hai là dây màu nâu. Vâng. Anh thử xem nó còn hiện lỗi đấy không? Vâng. Tuy nhiên không được ạ. Có xử lý cái lỗi kia trước anh ạ. Anh thử xem lại xem là. Anh chụp lại xem cái ảnh đấu cảnh báo đi. Xem như nào nhé.
Dạ vâng, em đã cắt nốt ạ, để em cắt nốt tôi yêu cầu cho anh. Dạ vâng, em đã cắt nốt anh ạ, có gì em liên lạc sau anh ạ. Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng ạ.